Sorry mọi người, hồi nãy ba Katie gọi nên là Katie phải tắt livestream để có thể nói chuyện với ba mình. Hello. Chưa có một ai hết. Lâu lắm rồi Katie không livestream trò chuyện với mọi người nên là hôm nay Katie hơi rảnh rỗi một chút xíu nên là muốn lên tâm sự với mọi người. Vì cũng sắp tới là lễ, muốn hỏi thăm mọi người coi sắp tới là mọi người sẽ có đi du lịch ở đâu với gia đình mình không. Hello. Ôi chào chị Trịnh Thảo. Hello Hoàng Nam. Hello Minh Trương. Thật sự là mình là một con người đọc tiếng Việt quá tệ. Oh hello Su Su. Ừ lâu lắm rồi chị mới livestream. Cảm ơn chị da mặt em. Em thấy em rất là may mắn khi mà em được hưởng gene của ba mình là có một làn da cực kỳ mịn. Hello chị khi đầy không? Bà Su. Bà ở ngay cái bên luôn. Làm cái thầy em mới làm móng tay nên em khoe chị Thảo. Sắp tới chị có dự án gì chưa? Thật ra thì Katie năm nay theo Katie thấy thì cũng khá là bận rộn, nhưng mà Katie chưa thể nào bật mí cho mọi người được. Hy vọng mọi người sẽ chờ và đón xem những dự án sắp tới của Katie. Tất nhiên là chị phải đóng phim tiếp rồi, chị là diễn viên mà. Chào nhau đi, chị yêu. Hello em. Hello em, xinh gái. Chị xú qua lấy chân gà của chị Thảo kìa. Thì hy vọng là những dự án sắp tới của Katie sẽ có những điều mới mẻ và mọi người sẽ đón xem. Tại vì Katie cũng chuẩn bị rất là nhiều để có thể ra một dự án chất lượng cho mọi người. Hello. Nếu mọi người có những câu hỏi gì muốn hỏi Katie thì mọi người hãy comment và Katie sẽ đọc và Katie sẽ tâm sự với một người, mọi người một chút xíu. Katie, chị có người yêu chưa? Chưa em, người yêu của chị là chị Trang. Nếu mà mọi người không biết thì chị Trang với chị yêu nhau chắc cũng khá lâu nhưng mà vừa mới chia tay. Nghỉ lễ định đi du lịch. Em có nơi nào ok tư vấn đi không? Katie thấy á, nghỉ lễ mọi người có thể đi biển nè. Nếu mà đi biển thì nhớ sức kem chống nắng. Và nếu mà xài kem chống nắng thì nhớ xài Sunplay. Còn bạn nào thích chỗ lạnh thì hãy đi Sapa. Còn không thì đi nước ngoài shopping. Thường thường là Katie sẽ như vậy. Nhưng mà lễ này thì Katie, gia đình Katie có một buổi tiệc rất là quan trọng. Nên là Katie sẽ dự buổi tiệc đó ở dưới Vĩnh Long. Có dự án em chưa 20 không? Em bây giờ em 20 rồi, làm sao mà có dự án em chưa 20 được. Bây giờ là em chưa 21. Chị bao nhiêu tuổi? Chị 20 tuổi. Sinh nhật chị 2 tuần trước. Chị có công ty hả? Không, công ty của ba chị nhưng mà tên là của chị. Chị chia sẻ cách giảm cân đi. Tập gym nhưng mà ăn uống. Nói chung là bữa giờ Katie cũng không phải là diet quá nhiều hay là đi tập quá nhiều. Tại vì rất là lười nhưng mà rất là vui khi mà cơ thể mình vẫn có thể giữ được vóc dáng mà mình mong muốn. Bánh tre cái gì chị? Trời ơi chị ổn không vậy? Chị đọc cái thiệp lại giùm em. Fan. Hello everybody from Philippines. Nóng quá hả? Đúng rồi, bữa giờ ở thành phố mình rất là nóng. Nhưng mà ở trong nhà Katie thì Katie mở máy lạnh 18 độ, nó rất là lạnh. Mong chị một ngày nào đó đóng phim truyền hình. Phim truyền hình thì Katie chưa có thử. Nhưng mà nếu mà có cơ hội thì Katie cũng sẽ thử. Chị Trang hả? Chị Trang chia tay em rồi. Nên là em muốn livestream chung chị Trang được. Mai em thi ngày cuối cùng.
Chị sẽ chúc em thi tốt và chúc những bạn nào đang chuẩn bị thi hay thi ngày cuối cùng có một ngày thi thật là may mắn và mang lại điểm 10. Katie không phải là beauty blogger, Katie là diễn viên. Ngày xưa Katie làm beauty blogger, không phải là beauty blogger, tại vì nếu mà beauty blogger người ta làm hơn 10 video, mà trong khi đó Katie chỉ có làm 3 video thôi, nên là Katie nghĩ không tính là beauty blogger. Chị sinh năm 1999. Hello em An Nguyễn. Hello em Hồng Vi. Nếu mà chị đọc tên sai thì chị xin lỗi. Hello. Yes, I can speak English. Đi Vĩnh Long nhớ ghé nhà hàng Biển Đông ở đường Phạm Văn. Ăn bánh xèo. Nhưng mà em vẫn sợ mập lắm. Hello Trang em. Em có biết chị Trang Hí không? Người yêu chị đó. Facebook cá nhân thì khi hiện tại thì Katie không xài nữa, tại vì Katie thường thường xài fanpage hơn để có thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn, và cũng như là nếu mà các bạn nào muốn theo dõi Katie hàng ngày thì nhớ lên fanpage. Mong một ngày Katie đóng phim kinh dị hả? Chắc tại cái trán em rồi với lại cái mắt em to là đóng phim kinh dị hợp đúng không? Chị thấy em Nhật Lam. Hello. Khi người gì? Người Việt Nam ở bên Mỹ, nhưng mà bây giờ về Việt Nam vẫn là người Việt Nam. Ăn gì mà xinh thế. Ôi hello bé áo đỏ. Số cân của Katie kỷ lục à? Chỉ có 55 kg thôi, nhưng mà nhiều người nói thì cũng cái đó cũng phải không gọi là mập lắm, nhưng mà đối với Katie, tướng Katie rất là lùn, nên là nếu mà đã 55 kg thì rất là mập. Vào Hội An tiếp đi chị cũng đang rất là muốn đi. Tại vì chị lần trước chị đi là chị đi quay, nên là chị chưa có đi được nhiều. Nhưng mà nếu lần sau thì chị sẽ cố gắng đi nhiều hơn và sẽ thông báo với mọi người. Tại vì lần trước khi đi quay nên rất là bận, phải thức dậy từ lúc 12 giờ đêm make up, sau đó phải quay nguyên một ngày tới 6-7 giờ tối, nên là không có đủ sức. Cảm ơn em. Chị đẹp thì chị không thấy là chị đẹp lắm, nhưng mà chị biết là chị đẹp hơn chị Trang. Chị tự tin về điều đó. Chán dồ mà dễ thương à? Thật ra thì chán dồ là người ta dồ vừa thôi, còn mình là quá dồ tới mức mà mình có thể đặt cái điện thoại lên đi một vòng nhà mà nó không rớt xuống luôn. Chị không cao được 1m6 đâu em, chị chắc 1m5 thôi. Chán hay rất là bị chọc là chán cá la hán, mà Katie thì chưa bao giờ thấy con cá la hán hết. Rồi Katie thì không biết tại sao mọi người thường thường so sánh Katie thì giống như cá la hán. Chị Trang không có ở chung với chị nữa nên là chị khóc, chị bị bỏ rơi. Quay TikTok hả? Để bữa nào Katie thì quay, tại vì bữa giờ Katie thì thấy Vpop Việt Nam mình có rất là nhiều bài hay và cho Katie thì những cái cảm hứng để quay những cái clip đáng yêu, hy vọng mọi người sẽ chờ đợi. Chị cao bánh máy hả? Chị rất là buồn khi mọi người nhắc chiều cao của chị, tại vì nó có giới hạn á. Nó giống như một cái điểm rất là đau. Chị Trang Hí đâu? Chị Trang Hí ở đâu? Chị cũng không biết nữa. Da, dưỡng da thì Katie rất là lười. Nhưng mà nếu mà đơn giản, vì sao Katie không làm clip make up? Vì cái quá trình make up của Katie thì mỗi buổi sáng nó rất là đơn giản, chỉ là sức kem chống nắng xin lây, sau đó Katie sẽ đánh má hồng và quấn môi son. Tại vì Katie rất là may mắn khi da mặt mình rất là mịn nên là không cần thiết phải xài gì nhiều. Nhưng mà kem chống nắng rất là quan trọng, nếu mà các bạn nào thấy được là Việt Nam mình bữa giờ UV rất là nặng, nên mọi người nhớ xài kem chống nắng. Kem chống nắng rất là quan trọng, xài cả tay, cả chân, cả cổ, tại vì chỗ nào cũng có thể bị nhiễm được. Chị nghĩ sao về tóc mái của Lisa?
chị thấy bạn chị Lisa thích để tóc nào chị Lisa để, nhưng mà chị thấy Lisa để tóc nào cũng đẹp hết á, nhất là khi tóc dài. Trong hồn ba ba khi thì có hút thuốc điêu luyện, cái đó là không phải là hút thuốc, cái đó là hút vape. Mà thật ra khi thì cũng không hút, mà chỉ là giống như là, tại vì nếu mà mọi người nghĩ đi, khi thì quay cái cảnh đó khi thì quay 4 ngày, mà nếu mà ngày nào khi thì cũng hút vape thì khi thì sẽ bị ngộp thở. Nên là thật ra là tất cả mọi thứ trong phim hồn ba ba và con gái mà dính tới hút thuốc đều là ghép hình hết, và khi thì hoàn toàn không hút một cái gì hết. Da mọc của chị cũng hơi mọc với em, có chút xíu má hồng. Vẫn nhớ mãi Linh Đan hả? Linh Đan đây. Và nếu mà được thì hy vọng sẽ có thể một lần nào nữa quay lại làm Linh Đan. Nhưng mà Linh Đan lớn hơn, có thể là không giống Linh Đan trong phim chương 18 mà giống Linh Đan kiểu khác. Tại vì bữa nè chị cắt mái xong rồi chị muốn đổi nhiều kiểu tóc thì không có được, nên là chị nghĩ là chị không nên cắt tóc mái nữa. Vì mỗi lần cắt tóc mái xong phải cho tóc dài, mà tóc thì giống ba thì là rất là khó mọc, là không dám cắt tóc nữa. Mụn đầu đen hả? Thì em nên dán miếng lục mụn, với lại em nên tẩy tế bào chết ngay da mũi nhiều. Nếu mà các bạn nào mà bị giống như khi thì nè, cái khi thì thấy dầu bưởi là tốt á, các bạn xịt. A lot of people from Philippines. Hi. Không, Kelly đang ở nhà ở Việt Nam. Làm việc ở Việt Nam mà ở bên Mỹ thì hơi bất tiện nha mọi người. Phim em chưa 18. Thật ra thì Kelly cũng không biết, nhưng mà nếu mà có thì chắc chắn mọi người sẽ biết ngay lập tức. Mũi cao hay không? Mũi em thấp lắm. Mỗi em chỉ nhìn thẳng thì nó ok, nhưng mà nhìn ngang nó bị lõm nguyên một khúc. Chán. Quần thâm mắt hả em? Ngủ nhiều thôi. Tên thật của Katie bí mật. Cảm ơn mọi người. Teddy. Trong em phim em chưa 18 thì khi thì thấy khi thì khác với bị rất là nhiều. Quay cái cảnh hút vape rất là mệt. Khi thì hoàn toàn không sửa, tại vì nè, ví dụ tại sao cho các bạn khi thì không sửa được luôn, chứ không phải là không sửa, cái chán rất là dở, không thể nào sửa được, trừ cái là chỉ có ráng chỉ hối thôi. Còn mũi thì khi thì thấy cũng được rồi, với lại ba mẹ khi thì không có muốn khi thì sửa, tại vì khi thì cũng thấy là đối với mình như thế này là đủ rồi. Còn nếu mà sửa cái gì thì chỉ sửa răng thôi, tại vì răng khi thì hồi nhỏ nó hơi bị thưa. Không, khi thì đang ở nhà với một chị trợ lý. Xài son hiệu gì hả? Katie đang đánh son dưỡng của Dior. Mặt Katie dễ bị hồng, với lại môi Katie cũng dễ bị hồng, nên là Katie hạn chế đánh nhiều make up. Chán vô có ưu điểm gì không? Lúc mà ưu điểm duy nhất là khi mỗi lần đi quay phim á, mấy chú ánh sáng hay chọc, là mỗi lần đánh đèn á thì nó chỉ vô cái chán, nó không vô mấy cái chỗ khác trên khuôn mặt. Rất là bất tiện cho mọi người phải đánh đèn rất là lâu. Mọi người khác thì chỉ cần nửa tiếng là khi để chắc 1 tiếng, tại vì đánh đèn rất là khó, cái chán che hết rồi. Son dưỡng màu mấy? Màu số 1, màu hồng. Thôi bây giờ khi đi sẽ đi ăn cơm và hẹn gặp lại các bạn trong một bữa livestream khác, và khi đi sẽ cố gắng livestream nhiều hơn. Ok, chúc mọi người sẽ có một cái buổi lễ 30 tháng 4 thật là vui vẻ bên gia đình của mình. Bye bye.